Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà kênh Hôm Nay Cuộc Sống Pháp. Đây, buổi sáng ngày hôm nay là trời lạnh đấy nha, thở ra khói luôn. Đây, hôm mấy bữa trước là nó âm luôn á nha, nằm hai luôn. Sáng mà đã mình đã đóng đóng băng một lớp trên xe luôn á nha. Bây giờ trời đâu lạnh nữa nha, đấy, mấy bạn nhỏ đi học rồi cực gặp chùm mưa nữa chứ. Đấy, mưa hai bữa trước thì đã nắng được một chút, mà tối rồi nó lạnh, còn bữa giờ là mưa khỉa luôn á nha. Đây, bây giờ quay vòng cả nhà xem, ở đường nhà mình là sương mù quá trời luôn cả nhà nha. Trời ui nha, cây bắt đầu mùa, mới mùa thu thôi nha, chưa có mùa đông đâu đó. Nên mà coi rá cây nó rụng hết trơn hết trời nha. Cái hậu bắt đầu ẩm mà sương mù nha. Trời ơi, chim bay rồi quá trời luôn. Đây. Bắt đầu trời lạnh bữa giờ mở lò sưởi. Bước ra ngoài đây là nghe cái mùi cái khói, cái nhà cống khói của người ta, cái mùi củi bay lên đó. Ôi trời nè, ẩm quá. Và mưa đó, là mấy cây trong vườn nhà mình giờ nó rụng hết trơn cả nhà. Nhà ta ướt sương mù, mưa râm. Bữa nay là mưa nguyên ngày luôn. Coi cây nhà mình nè, nó rụng hết trơn cả nhà. Mùa là mùa hè, mùa thu bên đây nè. Nó lạnh nè, mùa đông rồi, tháng tới là mùa đông rồi. À không, tháng 12 là còn mùa thu. Đây là bao rác vàng. Bao rác vàng là bao rác mà chứa ba cái đồ để tái chế nha. Mấy cây rụng trơn. Cây nhà mình nó rụng hết trơn, trời ơi, không còn, nhà ta cũng còn lá. Đây, cái nhà thấy xa xa đằng kia không, sương mù y như Đà Lạt luôn á nha. Hôm đi Đà Lạt là cũng xe lạnh chứ không lạnh lắm. Trời bắt đầu rồi, lạnh cái là ẩm không có một tia nắng nữa. Quay cho cả nhà xem. Ê, trường học phía dưới đó nha, phải không? Để thấy sương mù dưới không? Sương mù dưới. Đường nhà mình nó mưa, nó buồn. Tối là ai cũng đóng cửa sớm, không có ai mà mở cửa thức tới khuya. Việt Nam mình chơi tới khuya, họ đi làm hết rồi. Cái cây này của mình nó còn sót được cái bông đây nè. Nó còn sót được cái bông đây. Ồ, bông này sống dai dữ. Còn sót được đúng cái bông, còn như là trơ trụi hết, không có không còn lá đi luôn á nha. Cái này mấy nụ nữa hả ta, không còn đúng bà bông nào mà không còn ở trên nè, còn lia chia về ba cái lá này, như nó rụng trơn cái chọi luôn rồi. Ôi đây là hạt sương nè, đó. Mưa gió sương gió. Đây, giọt nước rồi đó. Đấy, xung quanh cây cối cũng rụng hết trơn rồi, trời lạnh ghét. Mùa đông mùa hè không được bao lâu, kiểu đông nó kéo dài thu luôn chứ không đông nữa. Mùa hè được mấy tháng trời sương rồi, sương rơi. Ừ.
Cây nhà mình trơ trọi, mưa không có làm cái gì được hết nha. Mưa mà kiểu mưa dầm mưa về luôn. Rồi hôm bữa một có một ngày đó trời nó giông, nó giông quá trời giông luôn đó nha, 100 km/h. Ông ơi, nó quằn mất điện trong nhà luôn á. Bây giờ cây nó ngã trơn trọi cái này đi, kẹo bữa nữa nó có nắng nắng xíu bứng lên dục, còn lại cắt nữa nha. À không, cắt cho mà dục thì còn gốc ở dưới mấy cái ớt ở trong, mấy cái sân đá vẫn tốt, cái sân đá vẫn tốt. Thì nó dẫn ra tốt, cây dục luôn nè, kéo ra dục được luôn mà. Cái sân đá vẫn tốt, cây như vậy. Mấy cái ớt chưa có hái nữa nha. Mưa dầm mưa về, mưa quá trời mưa luôn. Rồi cây gì, cây đậu răm. Nhà ơi, chế cà chua không nha. Nè, nè. Bước cho mình quay vô nhà xem. Đây cái ba cà chua nó nằm nè. Bằng trong kia chín lên nó rụng. Không khí à, lạnh lạnh à. Nhà ta cây cối cũng trụi trơn, mình hái cây trên nữa nha. Trụi trơn à. Gió mà cái nó sập cái bàn luôn nha, tin không, nó sập cái bàn đó luôn á đó. Vàng lá trơn rồi, mưa gió đâu có làm gì được hết nha, mưa dầm mưa về luôn. Nhìn vườn thấy chán đi. Tiêu điều hoang tàn hết, mùa hè nó nở cái đẹp nha. Trời ơi, mùa đông một cái là thôi luôn, chán luôn. Cái sào vườn lâu lắm luôn mới đi ra sào vườn lại. Cây cối cây cherry rụng hết trơn hết trời luôn, nó hoang tàn. Mưa bắt đầu rớt rớt hột râm râm từ từ nữa. Buồn, mấy cây nó rụng lá hết rồi, chưa hết thu sang đông mà trời lạnh. Đây, cái cherry nó rụng chân rồi, nó không còn một cái lá nào hết trơn. Cái táo, cái ổi, cái táo, cái ổi, cái lộn, cái táo, cái lê gì đó. Chua lộn cái ổi, nó trồng cái ổi. Cái cherry nhìn buồn. Kia cũng vậy. Nó không mùa thu. Mùa thu cái nó leo cái vàng, cái lá đẹp. Nó màu đỏ đẹp nên nó rụng trơn nha. Trời lạnh quá mà. Nó nhà có sương mù. Ý như Đà Lạt. Sáng kẹt xe là phải mở đèn đó nha. Phải mở đèn xe á. Sương mù. Bữa nay là không có một tia nắng nào luôn. Cái nhà nghe chuyện thở ra khói luôn nha. Ô trời ơi, nó lạnh giá mang. Áo ấm mọi đầu là 2-3 lớp áo, 3-4 lớp áo luôn nha. Giờ đi vô trong. Vô nha. Ở bên nhà mình có cái ông à. Ông dậy, ông là người Anh. Ông đang làm việc. Ông thấy mình, ông cười. Trời thì lạnh. Mùa đông nó lạnh giả man. Sợ nhất là âm đó nha. Bữa hai bữa nó có âm nữa.
tiết luôn. Ở Việt Nam mình thì nóng quanh năm, ở đây thì nó lạnh. Giờ vô lạnh ở đâu cũng giống nhau, ở châu Âu mà nước nào cũng giống nhau. Đây quay vào cái nhà xem, nhà xem mà trời lạnh, mùa đông ẩm ướt, ở không mùa thu ẩm ướt chơi mùa đông chưa có đông đâu nha. Đấy, bây giờ tạm biệt cả nhà nha, nghe tiếp theo cả nhà. Đây, bye bye cả nhà, trời lạnh quá.